Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với channel Lụa Lụa Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Lụa xin phép chia sẻ đến mọi người một chủ đề mà những ai sắp về định cư Mỹ đều quan tâm. Đó là top 5 tiểu bang đáng sống nhất ở Mỹ. Xưa là chuẩn bị đi qua Mỹ bắt đầu tìm hiểu là tiểu bang nào, thành phố nào đáng sống. Lụa cũng đi dò hỏi bạn bè xem là thành phố nào, tiểu bang nào có cơ hội việc làm cao hơn, rồi chi phí sống thấp hơn vì Lụa qua là không có ở cùng một đại gia đình lớn, nên là cần tự lực và có thể tung tăng đi đây đi đó được. Cho nên là hôm nay Lụa xin phép chia sẻ những cái hiểu biết gọi là nhỏ bé của Lụa qua cái video này để giúp những ai mà mình đang chuẩn bị định cư Mỹ mình có thêm những cái thông tin mình tham khảo. Còn đối với những ai đã có gia đình sẵn ở bên Mỹ rồi và mình qua sống cùng gia đình thì mình sẽ không cần phải băn khoăn nhiều cho cái vấn đề này nữa. Còn nếu như ai quan tâm thì hôm nay Lụa rất là vui là Lụa sẽ xin phép tóm tắt những gì Lụa đã tìm hiểu qua và đích thân nghe sự chia sẻ trải nghiệm của nhiều người trên đất Mỹ về ý kiến cá nhân của họ, thì Lụa xin tổng hợp lại trong video ngắn này. Trong cái video ngắn này Lụa cũng có tổng hợp luôn ý kiến của người thầy dạy tiếng Anh của Lụa là một người thầy người Mỹ, cũng có những cái thời gian thầy đi những cái tiểu bang khác thầy chia sẻ luôn. Thì đây là cái chia sẻ ở góc nhìn cá nhân thôi, giúp mọi người có thêm góc nhìn để mọi người cân nhắc. Cô chú anh chị và các bạn đang ở những tiểu bang mà Lụa sắp chia sẻ sau đây mà có thêm cái ý kiến nào khác thì vui lòng bình luận ở bên dưới để những ai đang tìm hiểu họ có thể đọc thêm ở phần bình luận và có thêm thông tin giúp cho họ có thêm những cái nguồn thông tin khác nhau giúp cho cái quyết định của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi bây giờ Lụa vào chi tiết từng tiểu bang nha. Thứ nhất đó là tiểu bang California. Nói tới đây thì Lụa nghĩ rằng chắc cả mọi người đều nghĩ tới California khi nói tới đi Mỹ định cư, bởi vì không phải ngẫu nhiên mà California là tiểu bang đông người Việt Nam mình nhất ở trên đất Mỹ luôn. Và Lụa cũng cảm thấy là may mắn khi mà Lụa qua đây, Lụa được ở trên đất của California, đặc biệt là hai khu vực San Jose và miền Nam California là khu Phước Lộc Thọ, là cái khu mà cộng đồng người Việt rất là đông, khu mà có Lido Sài Gòn, Phước Lộc Thọ đó mọi người. Và Lụa qua đây cộng đồng người Việt đông cho nên là mình cảm thấy cũng đỡ nhớ quê nữa mọi người. Lụa nghĩ đi Mỹ chắc là gặp người Mỹ nhiều hơn, lâu lâu sẽ có một người Việt Nam bởi vì mình đi Mỹ mà. Nhưng mà lúc qua Mỹ nó khác hoàn toàn mọi người. Ra đường bên trái Lụa cũng nghe tiếng Việt và bên phải Lụa cũng nghe tiếng Việt là bắt đầu thấy lạ lạ rồi nha. Rồi lúc Lụa đi chợ, vừa vào chợ Lụa nói ủa sao chợ tự nhiên mở nhạc Việt ta. Mọi người biết không, ai dè Lụa đang đi chợ Việt Nam và trong chợ toàn là người Việt họ trò chuyện với nhau, rồi tính tiền cũng là người Việt họ tính tiền luôn. Cho mình cái cảm giác giống như là mình đang đi chợ ở Việt Nam chứ cũng không phải là đi chợ ở Mỹ nữa mọi người. Cảm giác của Lụa đầu tiên qua Mỹ là như vậy. Ý Lụa nói ở đây là cộng đồng người Việt ở Cali mình rất là đông, nên những ai mà chưa giỏi tiếng Anh, mình không có nói được tiếng Anh á, thì khu Cali là cái khu người Việt rất là nhiều, nên không cần lo lắng là mình không có giao tiếp được tiếng Anh, bởi vì ở đây mọi người đi đâu mọi người cũng sẽ nói được tiếng Việt. Và đó là lý do vì sao ở đây người ta gọi là Lido Sài Gòn đó mọi người. Đồ ăn á, nãy giờ Lụa nói về ngôn ngữ, còn bây giờ Lụa nói về đồ ăn ha. Thì những ai mà không quen ăn đồ ăn Mỹ hoặc là không thích ăn gì khác ngoài những cái món ăn Việt Nam thì ở Cali là mọi người không cần phải lo lắng luôn, vì cộng đồng người Việt đông cho nên là món gì cũng có hết mọi người. Thậm chí là nhà hàng Thái, Nhật Hàn hay nói chung là nhà hàng châu Á là có đủ hết trơn luôn. Nói chung qua Cali là Lụa thấy không có thiếu món gì hết. Thậm chí những cái món mà Lụa hay ăn ở Việt Nam là bánh tráng thịt luộc, các loại rau thơm thì ở Mỹ cũng có đầy đủ luôn. Còn chợ Việt Nam thì cũng có nhiều để cho mọi người lựa chọn. Mình nấu món gì mình thích, mình muốn gì mình nấu là đều có các nguyên liệu cần hết. Lụa là một người rất là thích cái món ăn Việt cho nên là ở Cali đúng là một bài cho cái bao tử của Lụa luôn. Thèm cái gì là đều có hết mọi người. Rồi tiếp theo nói về ngôn ngữ đồ ăn, rồi bây giờ Lụa nói về khí hậu. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Cali là tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ luôn. Một khảo sát cách đây vài năm là dân số của 21 tiểu bang ít dân nhất của nước Mỹ cộng lại chưa bằng dân số của tiểu bang California luôn. Đó là cái thời tiết rất là ôn hòa và không có quá nóng, không có quá lạnh, không có mưa nhiều, không có nhiều thiên tai. Nói chung là khí hậu rất là tuyệt vời cho dân định cư và đặc biệt là những cái người giàu họ cũng tới đây sống rất là nhiều. Đó là ai mới tới California lần đầu tiên thì đều yêu thích cái khí hậu nơi đây hết. Khí hậu tốt đồng nghĩa với nhà cửa cũng bền, cây cối dễ trồng không có bị hư hại nè. Từ các loại hoa cho đến các loại cây ăn trái cũng rất là nhiều. Khí hậu khô ráo, nắng ấm quanh năm là một trong những cái ưu điểm tuyệt vời
khiến cho nhiều người chọn California để sinh sống. Đó là lý do vì sao mọi người biết là cái Hollywood, điện ảnh, kinh đô điện ảnh Hollywood, hay là cái khu của khu Beverly Hills là cái khu chuyên về nhà của các ngôi sao điện ảnh Mỹ, thì họ cũng ở California là chủ yếu bởi vì cái khí hậu rất là tốt. Rồi tiếp theo là cơ hội việc làm và phúc lợi xã hội tốt luôn. Cơ hội việc làm và kinh doanh ở Cali là khắp mọi nơi luôn, bởi vì mọi người biết dân đông thì cái nhu cầu kinh doanh buôn bán làm ăn nó có, thì cơ hội việc làm sẽ có nhiều. Và ở California nếu mà chăm chỉ làm việc, bạn sẽ không sợ bị thất nghiệp. Ai giỏi IT thì mình sống gần cái thung lũng Silicon là có thêm nhiều cái việc làm mà thu nhập lương cao. Ngoài ra trợ cấp an sinh xã hội phúc lợi cũng cực kỳ tốt mọi người. Ở đây Lụa thấy gia đình nào mà thuộc diện thu nhập thấp là chính phủ lo tận răng luôn. Cho bảo hiểm y tế đi khám cái gì cũng không tốn tiền hết. Rồi cho food stamp để mình đi chợ không tốn tiền. Rồi đẻ con được lo tiền, không có phải trả tiền đẻ, rồi được phụ tiền nuôi sữa tả. Thậm chí những người già neo đơn ở bên Cali không có ai chăm sóc, chính phủ có cho nhà ở, rồi có cho tiền để thuê người chăm sóc nữa mọi người. Cho nên là thường luôn nghe những cái người ở đây họ nói là Cali chế độ phúc lợi rất là tốt. Và một điểm đặc biệt đó là nhiều lễ hội của người Việt luôn, bởi vì người Việt mình đông, cho nên là Tết hay là lễ mọi người sẽ thấy rất là nhiều cái chợ Tết, hội chợ Tết rất là hoành tráng, giúp cho người Việt mình ở đây đỡ nhớ quê. Cộng đồng người Việt ở đây thường xuyên tổ chức lắm luôn á, đặc biệt là Tết, giống như Lũ nói hồi nãy thì Lũ có làm cái video làm về Tết để cho mọi người xem, mọi người tìm hiểu là ở đây Tết người Việt người ta tổ chức đón Tết như thế nào. Thậm chí cái cảm nhận đầu tiên của Lụa đối với cái Tết ở đây nó còn truyền thống hơn là cái Tết của người Việt mình ở trên đất Việt mình luôn á. Tại vì những gia đình họ mặc áo dài rồi múa lân, rồi nói chung Lụa thấy rất là truyền thống. Lụa có để cái video ở trên tab cho mọi người coi nha, hoặc là mọi người có thể tìm lại trong cái playlist của Lụa về video đón Tết của người Việt. Tại vì Lụa đi theo chân đoàn múa lân đến từng nhà múa lân để chúc Tết á, để mình coi cái văn hóa của người Việt mình ở Mỹ đón Tết như thế nào. Cho nên Lũ mới rút ra cái nhận định là thậm chí ở Cali, ở Mỹ, đồng bào người Việt của mình ở đây đón Tết còn truyền thống hơn là của Việt Nam nữa. Rồi ngoài ra Cali là một cái bang rất là lớn, địa điểm du lịch rất là nhiều, có nhiều công viên quốc gia nhất so với những cái bang khác ở nước Mỹ luôn. Cho nên ở Cali mọi người tha hồ mà mọi người đi khám phá thiên nhiên, đi du lịch, gọi là đi trải nghiệm. Lụa sẽ đi một cái công viên quốc gia lớn của Mỹ, đó là Yosemite National Park. Đây là một cái cảnh của Yosemite National Park. Lụa sẽ quay cho mọi người coi. Ngoài ra tiểu bang này giáp biển cho nên là resort, nghỉ dưỡng hoặc là bãi biển thiên nhiên đẹp mà ai cũng có thể vào hết. Rất là đẹp luôn. Lụa cũng mới đi San Diego về có resort gần biển cũng đẹp lắm. Mọi người có thể xem cái video của Lụa là mới đi resort ở San Diego về, thì mọi người sẽ thấy được là Cali nó rất là trù phú, nó rất là tuyệt vời. Riêng nơi Lụa sinh sống cũng có rất nhiều địa điểm để cuối tuần mình có thể khám phá nha. Không có nói chuyện mình đi xa, mình ví dụ như là gần gần thôi. Thì đối với chỗ Lụa cũng có cái đồi Anaheim Hills, đi tập thể dục tuyệt vời luôn. Mọi người sẽ thấy giống cái trên màn hình á, là những cái đồi núi mà rất là nhiều hoa đẹp trong lành. Mọi người có thể xem lại cái đoạn video Lụa quay là đi ngắm hoa bóp bì, mọi người sẽ thấy. Rồi rất là nhiều công viên dành cho dân sinh hoạt thể dục, nói chung là rất lý tưởng luôn. Đi chừng 10, 15, 20 phút, 30 phút là mọi người sẽ thấy. Rồi bây giờ Lụa sẽ nói điểm trừ khi mọi người ở California nha. Nãy giờ mình khen nhiều thì bây giờ mình tới chê cả nha. Đây là quan điểm cá nhân của riêng Lụa thôi. Mà quan điểm cá nhân thì khó nói là đúng hay sai, vì nó còn phụ thuộc vào góc nhìn và trải nghiệm của từng người. Cho nên Lụa chia sẻ quan điểm cá nhân của Lụa để mọi người tham khảo. Mọi người đừng có ném đá tội nghiệp Lụa nha. Rồi bây giờ Lụa sẽ nói tới cái điểm trừ khi mà mọi người sống ở Cali. Đó là nhà cửa rất là mắc. Mà để có tiền mua được cái nhà rồi góp hàng tháng thì khá là khó khăn nếu mà gia đình có đông con nhưng mà ít lao động, hoặc cả nhà chỉ phụ thuộc vào một người thôi, một người đi làm thôi, thì việc mua nhà ở Cali nó không có khả thi chút nào hết. Như mọi người cũng biết là đa số mọi người sẽ nghe là nhiều người bỏ Cali để qua bang khác để mua nhà. Thì nhiều cô chú ở Cali mấy chục năm nhưng mà không mua được nhà, nhưng mà vừa chuyển sang tiểu bang khác lại được sở hữu một cái căn nhà đẹp của riêng mình. Thì những cô chú đó họ lại cho rằng là Cali là cái bang không đáng sống. Nhưng mà hiện nay Lụa đang nói mặt bằng chung nha. Hiện giá nhà ở Cali rẻ nhất cũng 500.000 đến 650.000 đô một căn rồi mọi người. Còn lại là triệu triệu đô không à. Cho nên thu nhập mà thấp là mình mua không nổi. Rồi người Việt đông thì là một điều tốt cho các công việc khác như nãy giờ Lụa nói, đồ ăn rồi ngôn ngữ giao tiếp. Nhưng đổi lại là cơ hội va chạm với người Mỹ, sử dụng tiếng Anh để bổ trợ cho cái việc mà tiếng Anh giỏi thì nó bị ít đi. Ví dụ điển hình là Lụa,
đã có căn bản tiếng Anh rồi, qua Mỹ Lụa nghĩ là nhúng vào môi trường Mỹ thì chỉ cần 6 tháng đến 1 năm là tiếng Anh của Lụa sẽ giỏi hơn rất là nhiều. Nhưng mà không phải vậy, bởi vì qua đây Lụa đi làm, Lụa gặp đa số là người Việt nên là cơ hội tiếp xúc nó khó. Thì Lụa nghĩ cái cơ hội để mình cải thiện tiếng Anh chỉ còn là Lụa đi vào cao đẳng, đi học, mình tiếp xúc nhiều thì mình sẽ giỏi hơn thôi. Ngoài ra là khí hậu lý tưởng cho nên dân số tới bang Cali cũng rất là đông mỗi năm, cho nên là kẹt xe rất là nhiều, đặc biệt là Los Angeles và Irvine. Rồi khí hậu nhiều năm á, mọi người lâu lâu có những cái năm mà hạn hán nhiều, ít mưa thì lại cháy rừng và có khi những cái chỗ cháy liên tục cả tháng trời luôn. Rồi, đó là tiểu bang đầu tiên mà Lụa cho là đáng sống cho người Việt khi định cư ở Mỹ theo quan điểm, góc nhìn và sự tìm hiểu của cá nhân Lụa. Lụa nói nhiều về Cali là bởi vì Lụa đang ở đây, quan sát và trải nghiệm cuộc sống ở đây, cho nên Lụa nói nhiều về Cali. Còn những tiểu bang sau thì Lụa chỉ chia sẻ những cái hiểu biết của Lụa thôi. Ai mà đang ở những cái tiểu bang đó mình có thể bình luận để cho những cái người mà đang coi video này đọc và tham khảo thêm nha. Rồi, bây giờ Lụa sẽ chia sẻ tiếp theo 4 tiểu bang còn lại. Cali là đáng sống nhất, bây giờ tới thứ hai là Texas. Thì Texas cũng là tiểu bang đông thứ hai trên đất Mỹ luôn. Có nhiều cơ hội việc làm mà mọi người hay nghe tới là Houston hoặc là Austin gì đó. Trong đó mà điểm mà ở đây á, cộng đồng Việt cũng đông mọi người. Giá nhà ở đây chỉ có 200-300 ngàn khoảng một căn thôi. Nhưng mà Cali mình là khoảng 700-800 rồi. Những người thu nhập thấp ở bên Cali qua đây thì họ có thể mua được nhà. Nhưng mà người Việt ở đây đông thì được cái mình cũng y chang, là cứ đông là có chợ Việt Nam, có quán ăn Việt Nam, mọi người muốn mua gì cũng có. Rồi, điểm trừ khi ở Texas đó là gì mọi người? So với Cali thì Texas khí hậu nóng nè, hay có bão và ít hoạt động vui chơi ngoài trời hơn. Không có nhiều cảnh quan bằng Cali, tiện ích sinh hoạt cũng xa hơn một chút, mức lương thấp hơn một chút. Nhưng mà đổi lại thì nhà cửa lại rẻ hơn mọi người cho nên dễ mua. Vì vậy có những người không quen với khí hậu của Texas đó không đáp ứng được nhu cầu giải trí, họ đã qua Texas ở một thời gian rồi cũng có người quay trở lại California. Đặc biệt là ông thầy dạy tiếng Anh của Lụa, ổng qua Texas ở 3 năm sau đó quay về. Chi phí điện bảo hiểm cao hơn do là khí hậu nóng nên ở Cali, ở Texas người ta mở điều hòa xài điện nhiều hơn thì cái hóa đơn điện sẽ cao hơn rất là nhiều. Và so sánh giữa thu nhập với hóa đơn điện thì nó sẽ cao hơn so với Cali nha. Ngoài ra thì lâu lâu có nhiều bão tuyết, đợt mấy năm về trước có đợt bão tuyết, rồi nhà cửa cũng hư hại. Thầy dạy tiếng Anh cô Lụa là thầy người Mỹ, thầy qua 3 năm sống ở Texas rồi thầy cũng quay về Cali, thì bây giờ hỏi tới thì thầy toàn chê Texas không mọi người, đó là cái quan điểm cá nhân thôi. Nên bù qua sức lại thì khí hậu khó chịu, rồi giá nhà thì rẻ, dễ mua nhà hơn. Nói chung là đây là cũng tùy theo cái góc nhìn, cái cuộc sống cá nhân của từng người để mình cho rằng là tiểu bang nào nó sẽ phù hợp với mình hơn. Riêng Lụa thì Lụa cũng có vài người bạn đang ở Texas và thấy họ cũng rất là enjoy cuộc sống ở Texas, cũng rất là thích Texas. Nói tới Cali thì họ chê là Cali đắt đỏ sống không nổi. Cho nên đây là một cái quan điểm, cái góc nhìn thôi. Mọi người có thể tìm hiểu xem cái nơi, cái thành phố cụ thể mình đang đến nó như thế nào nữa nha. Rồi tiếp theo là tiểu bang thứ 3 đáng sống nhất, đó là Washington. Số lượng người Việt ở đây sống cao thứ 3 trên toàn nước Mỹ sau Cali và Texas. Và phần lớn tập trung ở thành phố Seattle. Thành phố này được cho là thành phố đáng sống nhất nhì nước Mỹ luôn á mọi người. Ở đây có rất là nhiều cái cơ hội việc làm giúp cho mọi người có thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống. Thì một số thế mạnh về kinh tế của tiểu bang này là tập trung vào các ngành mũi nhọn như là chế tạo máy bay, công nghệ sinh học, du lịch biển. Như vậy thì cơ hội việc làm nó cao là đúng rồi, bởi vì có rất là nhiều hãng xưởng. Giống như ở Việt Nam mình, cái khu nào đông đúc dân cư, công ty nhiều là cơ hội việc làm nhiều. Thì ở đây cái hãng nổi tiếng là Boeing đó mọi người. Đồ ăn ở đây cũng đa dạng theo nhiều nền văn hóa khác nhau luôn, đặc biệt là Chinatown lớn nhất ở nước Mỹ nằm ở đây. Rồi chợ Nhật, nhà hàng Hồng Kông, Đài Loan mở thâu đêm luôn, cho nên là những ai mà ghiền đồ châu Á thì mình ở bang Washington, thành phố Seattle là mình không có lo lắng về đồ ăn. Có nghĩa là mình không cần phải đi xa để ăn một tô phở đó mọi người. Qua Mỹ thì Lụa chưa thấy cái nhà hàng nào nhiều như là nhà hàng phở. Seattle nằm ở vị trí gọi là đắc địa, trung gian giữa hai thành phố lớn là Portland của Oregon và Vancouver của Canada. Cho nên là bạn bè hay xúi nhau là nếu mà qua Seattle chơi thì mình nên mang theo hộ chiếu luôn để mình qua Canada mình thăm nước láng giềng luôn. Canada cũng có rất là nhiều cảnh đẹp và tuyệt vời đó mọi người. Ngoài ra thêm một điểm mạnh ở Seattle đó là khí hậu. Ở đây cũng rất là ôn hòa, người dân có thể tham gia nhiều hoạt động bên ngoài trời như là picnic,
Tuy nhiên là mùa đông thì hơi lạnh hơn so với cái lạnh của bang California. Mà ở đây mưa nhiều nên cây xanh nó nhiều, mọi người nói tới thành phố Seattle, mọi người sẽ nghe nó là thành phố ngọc bích. Rồi bây giờ điểm trừ khi mọi người ở Washington là cái gì? Washington hay có mưa nhiều nè. Mưa kéo dài nên nhiều người người ta không thích trời mưa, người ta thích trời khô ráo thì người ta cho rằng đây là điểm trừ. Bởi vì người ta thích đi ra ngoài nhiều mà những cái đợt mà mưa dài thì họ không có đi được nhiều. Rồi tiểu bang thứ tư là Florida. Thì ở đây có khí hậu ấm áp quanh năm luôn, giống như khí hậu của Việt Nam. Nên những ai mà mình không có thích nghi được với thời tiết lạnh ở những cái tiểu bang khác thì Florida là nơi lý tưởng để định cư. Bởi vì thời tiết mình không cần phải thay đổi để mình thích nghi, thời tiết ở đây với thời tiết ở Việt Nam khá là giống nhau. Và các loại trái cây của Việt Nam đều có ở Florida luôn. Để hình ảnh Việt Nam cho mọi người thấy là thời tiết ở Florida và ở Việt Nam khá giống nhau, cho nên là mình không có sợ lạnh. Trái cây của Việt Nam có gì thì ở Florida có cái đó. Nền kinh tế của Florida là gây ấn tượng về ngành du lịch nổi tiếng là thành phố Miami. Miami là lộ nghĩ chắc nói tới Mỹ, nói tới Miami ai cũng biết. Người Việt ở đây còn sinh sống bằng nông nghiệp, là mình trái cây này nọ đó mọi người. Rồi những cái dịch vụ chăm sóc cá nhân như là nail, tóc. Vậy thì bây giờ điểm trừ khi ở Florida là cái gì? Thì hồi xưa khi mà tìm hiểu á, Lụa thấy á, ở đây người ta nói là thành phố tiểu bang du lịch nhiều, cho nên là cần nói tiếng Anh giỏi hơn là ở Cali hay Texas nếu như bạn muốn tìm công việc ổn định hoặc là đi học này kia. Bởi vì khách du lịch tới nhiều thì mình sẽ giao tiếp nhiều và cần nói chuyện tiếng Anh nhiều. Nhiều thành phố Florida có bão lũ nữa chứ, làm hư hại nhà cửa, mọi người thấy cảnh bão lũ là mình ớn rồi. Và thậm chí khi mà bão đi qua rồi thì có những cái thành phố mất điện cả tuần lễ luôn. Rồi tiếp theo thứ năm đó là tiểu bang New York. Nếu bạn thích một cuộc sống nhộn nhịp và sôi động, nhiều hoạt động vui chơi giải trí thì New York là sự lựa chọn lý tưởng luôn. Bởi vì ở đây nhìn rất là năng động, không chỉ nổi tiếng là tiểu bang có nền kinh tế phát triển mà còn là trung tâm tài chính nè, bảo hiểm, địa ốc của nước Mỹ và cơ hội việc làm cũng cao luôn. Nói chung ở đâu có cơ hội việc làm cao là khả năng mình kiếm tiền cao và cuộc sống nó đỡ khó khăn hơn. New York có khí hậu nhiệt đới ẩm quanh năm, được nhiều người Việt chọn làm nơi sinh sống và du lịch nhiều nhất mỗi năm. Tuy nhiên, có những cái năm có đợt mà mùa đông lạnh thì cũng rất là khắc nghiệt nha. Không chỉ có dân Việt Nam mà New York là nơi hội tụ của tất cả những cái người dân trên khắp thế giới luôn, rất là đa dạng về văn hóa, về kiến trúc, về đồ ăn. Rồi có các công viên quốc gia, công viên giải trí, bãi biển, sở thú, nói chung là hấp dẫn du khách tham quan rất là nhiều. Chiêm ngưỡng hàng năm, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân luôn. Và riêng bản thân Lụa cũng rất là tò mò được một lần đặt chân tới New York để mình coi cái sự phát triển nổi tiếng và nhộn nhịp của New York như thế nào. Di chuyển ở New York là khá dễ dàng nếu như mình không có muốn lái xe, bởi vì mình có cái hệ thống giao thông công cộng dày đặc luôn, như là tàu điện, taxi truyền thống, taxi công nghệ như Uber. Mọi người đi giờ nào trong ngày vẫn có hết, chứ nó không giống những cái tiểu bang khác tối là nó vắng. Rồi phần này giúp mình tiết kiệm được chi phí mua xe, trả góp hàng tháng, bảo trì, bảo dưỡng các kiểu. Nhưng mà điểm trừ khi ở New York là gì mọi người? Nếu mà nói đắt đỏ thì Cali chưa đắt bằng New York. New York là hiện đại nổi tiếng hành tinh nên cái gì cũng đắt, chi phí sinh hoạt cao và New York bị cho là thành phố đắt đỏ nhất thế giới luôn. Bạn sẽ cảm thấy vui và yêu cuộc sống nơi đây nếu như bạn kiếm được nhiều tiền. Bạn có muốn cái gì bạn hưởng thụ cũng có, còn nếu ngược lại mình kiếm không có đủ tiền thì mình sẽ cảm thấy cuộc sống rất là khủng khiếp bởi vì chi phí cái gì cũng đắt hết luôn. Còn nếu mà muốn tự lái xe ở New York thì cũng hơi khá là phức tạp bởi vì hệ thống giao thông công cộng cũng chằng chịt, không phù hợp cho mình lái xe lắm. Rồi ngoài ra cái chi phí đổ xe cũng rất đắt đỏ nữa. Thầy Lụa cũng chia sẻ là kiếm một chỗ đổ xe gọi là một tháng chi phí dành cho bãi đổ xe cũng rất là tốn. Điều kiện thời tiết thì lâu lâu mùa đông rất là khắc nghiệt nha, bởi vì nó lạnh hơn nhiều so với những cái tiểu bang nãy giờ Lụa chia sẻ như là California. Rồi trên đây là chia sẻ về năm tiểu bang đáng sống cho những ai mà muốn định cư Mỹ theo góc nhìn cá nhân và một số bài mà Lụa đã tìm hiểu trước đây khi mà Lụa qua Mỹ định cư. Mọi người mình có thể tham khảo để góp phần vào việc đưa ra quyết định của mình. Còn những ai mà đã đang sống ở những cái tiểu bang mà Lụa vừa chia sẻ thì mình có thể comment bình luận thêm để những ai mà quan tâm thì có thể đọc thêm. Tóm lại những điểm chính mà mình cân nhắc bao gồm là chi phí sinh hoạt nè, đi lại nè, cơ hội việc làm, rồi nền giáo dục cho những gia đình có con nhỏ. Lụa cũng có tìm hiểu qua những bài báo khác của mọi người xưa thì cũng có những cái tiểu bang khác họ liệt kê vào những cái tiểu bang đáng sống ngoài những cái tiểu bang Lụa vừa nói, ví dụ như Hawaii nè, Massachusetts nè, Vermont hay là North Dakota hoặc là Minnesota đó.
thì mọi người có thể tìm hiểu thêm ha. Mọi người có ý kiến hoặc là góc nhìn nào khác thì mình có thể chia sẻ và trao đổi ở phần bình luận nha, để cả nhà mình cùng tham khảo. Còn nếu thấy video của Lụa bổ ích, có đóng góp một chút giá trị nào đó thì hãy bấm cho Lụa một like để video dễ xuất hiện nhiều hơn, giúp những ai quan tâm có thể thấy được video này. Rồi bây giờ thì cũng khá dài rồi, Lụa xin phép chào mọi người. Xin chúc sức khỏe, niềm vui và bình an đến với cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những cái video sau nha. Anh về lâu chưa? Ôi chết cha, quên.